Dạ em xin chào cô chú anh chị nha. Xin chào cả nhà. Chào bà cô chú. Con cũng xin mến chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Dạ ngày mới em chúc cô chú anh chị được vui vẻ và nhiều sức khỏe, cuộc sống tràn đầy năng lượng nha. Hôm nay gia đình mình nấu hủ tiếu mì ăn chị Lâm ơi. Đây được miếng xương nè. Chị máy xương. Đây bên đây là được củ cải đỏ, củ cải trắng, mỡ giá, rồi hành, rồi là mọi ý đồ á, họ cần để lên hủ tiếu, mình bắt hủ tiếu mình bỏ lên cho nó thơm. Đây là được hai cái bịch hủ tiếu mì, hủ tiếu mì chị ơi. Hôm nay chưa nghe mày đập kêu nước súp nè, anh em rửa sạch cái mình cho vô nước súp luôn hai chị Năm. Mình nướng sơ chứ mình chén vô. Nướng sơ sơ ha, rồi cái mình giò cho nó rớt ba cái bụi á, cho vô nồi súp. Rồi mình được hai nãy chú Cao nè cô chú là ngồi mình ăn hủ tiếu bên này trắng miệng chú Cao ha. Vậy em cũng xin mời cô chú anh chị cùng vào bếp với gia đình em nha. Rồi, em nhúng lửa hai lưỡi bếp luôn hai Năm. Bên trụng bên bắt nước ha. Dạ, đây em bào củ cải chị ơi. Quý đây thất nghiệp phải con. Thất nghiệp phải con. Ai ngồi với bà Tám đi nha. Cứ ra con cái lạ. Ngồi đập mũi cho bà Tám đi. Rồi con cũng xin cáo lỗi với cả nhà là một thời gian vừa qua con bận làm bên kia quá đó. Nên con không có quay clip được. Trời các bọn người cả nhà và Calamen đó. Bữa nay Calamen sẽ trở lại cân trào nhỏ thì sẽ lợi hại hơn xưa. Dạ, không phải lợi hại hơn xưa mà kiểu như thất bại hơn xưa hay sao? Calamen đi cũng buồn lắm mà thôi thì có gì đâu. Cái gì chú cháu mình cố gắng. Anh em không à, Thánh thứ hai. Thì Calamen bận việc thì Thánh quay. Thánh lu bu lắm, thường nghiệp lắm. Lo chuyện ngoài đồ này kia nọ tùm lum hết. Có là men Calamen thì đỡ cho cháu Khánh chỉnh sửa clip chạy đi làm hành thi vòng vòng bên ngoài còn cái giấy nè Calamen thấy không lợi hại không, cái này mới lợi hại nè. Lợi hại có thể là con trở lại biết cái căn trò nhỏ mình thấy chú Tám lợi hại hơn nhiều quá. Nghe chưa? Một chút xíu nữa mà không cháy là biết lợi hại rồi. Cháy đủ bình luôn á. Đây là bắt nước lượt xuông xương hết mà. Anh em là bên đây cái chung xuông để gáo cái nước sôi cho vô em nấu súp luôn rồi. Anh Tám, anh Tám. Anh Tám giờ ăn con ngói này cho anh Tám nha. Rồi, chị bí mật phải không? Bây giờ chưa giờ ăn mà nấu dưới quay. Tại ông Tám hồi hộp. Bởi vậy, lúc ông Tám đang còn nói ông Tám hết. Là no, ông Tám không hiểu á, bây giờ ông Tám đang nói nè. Để nói nha ta. Rồi, nói đi con. 10 giờ nắng là chuyện của ông trời, nấu bếp là chuyện của ông Tám. Dính lửa hả, chuyện của ông Tám hả? Đây bên đây. Hay quá. 10 nắng là chuyện của ông trời. Mình gãy. Chạy vô luôn. Chạy vô luôn. Chạy vô luôn. Nấu ăn là chuyện có người Trần Giang có luôn. Nấu ăn là chuyện người Trần Giang hả con? Hay vậy ta. Nay học đâu được hay vậy ta. Hay quá ta. Vậy lúc trước thôi có ông nội hát, ông nội có nói gì con? Ông nội nói con lụm của ông nội hả? Ông lụm của ông nội, cái đó hay quá ông lụm luôn. Hay quá lụm luôn ha. Cái đó hay quá lụm luôn. Quá thông minh. Hay cái thằng phải lụm liền thôi. Chị mình làm hành phi, mình làm ba củ đủ không chị? Đủ rồi chứ mai, mình làm củ ăn thôi. Đủ rồi, đủ ăn rồi. Em làm dư cho nó gắt dầu. Dư quá cái ngày mơ mình không có xài tới xài đó. Gắt dầu hả chị ha. Nào mình tính bữa đó đi. Rồi sau một thời gian thì cũng là như ước nguyện của thím Tám là có một chàng đầu gồng ở bên vách nhà. Trời ơi. Vậy đó hết rồi. Chuẩn bị rồi. Lên vàng phun xe kìa. Quá trời lớn. Quá ấy là bữa ông gà dập nha. Mà trời nắng là biết tốt cả nè mẹ. Dạ. Nắng là tốt lắm. Nó mưa vậy mà bò ra. Mà không có cái gì thì còn đậu mạnh bằng đậu gồng nữa không. Dạ. Rồng. Mớp đầu tiêu tan hết chân. Tiêu tan hết. Mẹ nó không gài thì cắt chồi ở bên khỏi bằng mai cũng muốn bệnh nè. Chuyện thằng Thang nè. Ngạt mũi nè. Xong hết rồi. Rồi chừng nào ăn con da đây. Dạ. Tính toán xuống. Dạ nửa năm nữa. Có mua gì nhiều. Mì cái khoai lang cái vừa vô gán mình nạo mình trộn mình ăn gói chấm nước mắm ăn nữa. Tụi con đi bán mì mà con đem nguyên xe bánh về ăn là cái tăng gia rồi. Rồi đúng rồi. Bánh mì cũng có. Mấy món bánh mà. Bánh gì có chừng mấy món không nè. Sao cân trời đó rồi cũng như hai anh em vẫn đi bán phải không? Dạ, vẫn đi bán bình thường. Rồi về đó nấu nướng rồi ăn. Dạ, chứ không ăn bụi nữa. Thường thường là tấp vô những cái cánh đồng này kia nọ đó. Nhiều khi tháng mưa đó thím Tám.
nó trơn trọt quá rồi, đâu có dám vô mấy cái đồng nó dơ lắm. Mình có chỗ nấu nướng rồi. Dạ. Ờ, bây giờ lại nắp lại luôn. Vừa gió, nãy không gài cơm đủ rồi, hai chị Năm cháo rồi, bây giờ mình đòi món hai chị Năm ăn. Tiếu mì á. Rồi bữa nay con trở về rồi chú Tám có hát bài gì tặng con không? Có. Bữa xong cái hát. Chú Tám ơi, chú Tám lúc nào cũng vậy, con hay cháu Khánh gì cũng vậy là con cháu không thôi. À, vậy là bữa nay hát tặng con bài Người trở về từ lòng đất hả? Nào cũng là con cháu hết trơn á, lúc nào chú Tám cũng là hát bu vơ hết trơn. Tặng gì con? Tặng Tám nãy chuối kìa. Nó điện nãy chuối nãy giờ nè, nó kêu Tám hát để tặng nãy chuối. Con ăn chuối không? Ăn đi con. Bữa nay bà Tám mua chuối nhiều mà hai nãy lận. Rồi ăn cơm, một tiếu để ăn chuối đâu à. Chuối là béo. Chuối ngọt. Béo chuối ngọt. Này bà Tám bà củ cải nè. Bà ông Tăng xuống giữa lần một sắc luôn. Cái này là mình làm nước mắm hay sao? Cái này bỏ vô hủ tiếu đó con. Hủ tiếu hả? Dạ, bỏ vô hủ tiếu. Cái này củ cải này mình cho vô hủ tiếu cho nước nó trong. Còn cái này mình cho nước nó ngọt. À. Là rót cho nước nó ngọt. Là mình làm hủ tiếu nước ấy ha. Hủ tiếu nước. Dạ. Yeah, cái này nè mới ngọt nè. À, cái đó ngọt dữ thôi đó. Con mực. Luôn, sắc luôn. Cho muối vô chứ. Bà muối chảy sạch. Sạch ha baby. Nước vô. Sao con? Mưa gió mưa bùng. Mưa gió như mưa bùng. Mưa gió bão bùng. Bão bùng nha con. Bão bùng. Con thiếu chữ bão rồi. Thiếu. Thiếu rồi mình thêm ha. Nhờ có calamen cũng đỡ lắm á. Cây nước thì có. Chiền cây nước ra cái nước mình rửa. Nước phun tên rồi cây nước gì anh? Nước máy mà. Nước máy mà. Nước phun tên. Cái này nước phun tên đó anh. Ừ. Cho nên dắt cho nước ra. Dắt ống nước ra. Mình có nước xài. Giờ không đi đâu chơi mưa gió là dậm chân tại chỗ đi. Mình hát bản mưa đi. Thôi chờ, bây giờ trước là mình xin gửi cô chú anh chị mình và gia đình mình nhà phẩm đường mang tên Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. Wow, hay quá. Mình sửa lại là Mưa Đêm Cần Trò Nhỏ. Giờ mình xin gửi cô chú anh chị nha, nhà phẩm được mang tên Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. Cô chú anh chị cùng lắng nghe và cả gia đình mình. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ước áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu chân người tình nhỏ. Tôi đắng cả một đời mỗi tình thời dài. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào ngồi. Mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương. Chuyện tình yêu vắng vương, ngày xưa đường mưa ướt cây chê. Cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sang ngang cuộc đời, một người đêm tay gối. Chia ly có vì vui, trời mưa nghe giá buốt con tim. Đu anh vào kỷ niệm thao thức tròn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn vắng ngập lối. Tình hộp tang như rằng nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Tình yêu đó phôi pha giao sức gió, những đêm mưa tình nhỏ gợi nhớ thổ học trò.
tâm tình thường ngày ngõ trường tan về chung phố nhưng lúc trời chiều đổ mưa. Chưa tắm tạm như chỉ tắm hôm qua mới bị mắc mưa nè, mắc mưa lắm hơi cảm nè, sáng đó là tắm nãy đi chợ về mới uống liều thuốc á. Dạ thôi bữa nay cũng hơi thấy muốn bệnh này, xin cả nhà có gì sơ sót và cả nhà thông cảm gì bỏ qua cho em nha. Dạ rồi dạ, cả nhà không ai cho chàng pháo tay nữa. Nước sôi. Mưa ống khói nước nè. Thì vậy á. Trời ơi dầm mưa không rồi, muốn cảm à. Sáng chú đi chạy mắc mưa nữa đó. Ca hơi mệt. Bị cảm mới uống liều thuốc vô. Con nghe chú Tám hát là biết chú Tám là muốn cảm tới. Bình sáng mưa kìa. Hai bữa rồi, mấy ngày nay là dính cháu mà. Nhưng qua chú bị mắc mưa luôn hả chú Tám? Bị dính luôn. Sáng là thấy mắc mưa đấy. Dạ, sáng là bị luôn á. Dốc rồi. Dốc rồi dạo ấy. Hết thời. Biết. Em thấy xuống từ dạo ấy rồi đó. Từ dạo ấy rồi đó. Sắp sửa rồi đó. Con là hát không thiếu. Ở đây anh tỉa bông luôn chị ơi. Em cắt củ cải vừa vừa như vậy nè. Giờ bắt đầu anh chị. Bữa nay bông 5 cánh hay là 3 cánh vậy? Bữa nay em làm bông 3 cánh nè chị ơi. Mưa quá làm bông 3 cánh gì luôn. Hồi khúc này mới có cánh nè. Cái này có cánh thiệt luôn. Dạ, khúc đầu lên không có cánh nha. Khúc đầu không có cánh, mưa nó bị úng. Mình cho vô nước súp chị ơi. Mình cho miếng củ hành vô. Hành cho tép khử mùi ha. Mình cứ dành lại quên á. Chắc mỏng mỏng vậy cái thì cho nó mau. Nó có đậu phộng không chúng ta? Trời ơi, chị còn đậu phộng giống không chị? Hết rồi mấy ơi. Mưa chạy không á. Mưa không chạy không, mưa quá trời mưa rồi. Quên luôn ha. Ok, bữa nay mình chế bữa đi. Chế bữa nha cả nhà ơi, quên mua đậu phộng rồi. Nếu mình có đậu phộng vô ăn cho nó có độ giòn, nó béo béo hả chị? Béo béo. Nhà ai cũng đậu phộng béo béo. Chừng chừng này mình đổ ra mình rửa. Quá chi cục nào cũng mấy. Xuống tán là bánh chị miếng nước rồi xuống tán. Cá thành xong kìa, chẳng biết đây phi luôn rồi. Phi luôn á. Mình có biết trắng rồi thiếp. Phi luôn, trộn mì luôn. Ba chi, ngồi mấy. Bỏ cái này to. Bỏ vô không thấy hủ tiếu mà thấy cục thịt xong rồi. Xương. Nước cũng sôi dữ lắm nè. Ô, quá sôi rồi. Rồi giờ mình bỏ vô. Bỏ vô nhờ lấy da múc bỏ vô từ từ để dằn nước sôi thì khoảng caramel. Con đứng xa đứng quay đứng... có chú Tám đứng gần phía bên. Trời cái này nồi súp đang hồi nướng mực sơ sơ bỏ vô hả con? Dạ ngọt, ngọt ngay luôn ngay. Ngay sẵn cái bên đó lửa than nó nướng mực bỏ vô liền luôn. Rồi chú Tám. Cho nó ra nước ngọt ha. Rồi quá trời, cho mực lên mình nướng sơ 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 chút sơ đấy ha, nướng sơ thôi, quá nó đen nên đắng. Còn chút xíu nữa là thấy mực mất tiêu với lại mà không thấy chú Tám với con là biết rồi đấy nha. Thơm quá, lụm. Rồi bây giờ mình chở mấy con bỏ vô trước này nè. Mày nó nhanh lắm. Bạc mới bỏ vô bạc màu chắc. Rồi. Rồi. Đũa sợ gấp lên nó vuột á. Vuột nó lo lọt cá. Cái tay chụp dính nè, ta hả? À, tay bóc còn không kẹp nữa mà. Bạc thì được rồi nè. Nó bạc trắng là được rồi. Để nó teo lại cái nó lọt. Bỏ không nào súp nữa chú. Dạ. Thơm quá.
cũng sơ sơ rồi mình dò cái bụi nó gớt hết rồi, giờ mình cho vô luôn nè cho nó ra nước ngọt. Giờ mình chế dầu vô rồi mình phi hành, phi củ hành ở đây sẵn tám thớt ấy, mình chắc hành vô luôn, tám lùi phù với tám lạm hết trơn. Ủa cái cây dao xét của thím tám là đi chui rồi mình đã lấy luôn hả chứ tám? À, mình để chặt dừa luôn rồi con ơi. Dạ. Mình mua dao khác rồi. Để nói cái đồ lông đao của thím tám mà ai lấy tiêu. Mình để chặt dừa luôn rồi. Trước mình cho miếng mua học thì trước là cho màu mình được. Này là phải vớt bọt thường xuyên ha chú Tâm? Vớt còn, vớt nước mới trong. Nó cho bừng lên vớt, nước là vớt thường xuyên nước mới trong. Bây giờ mình để hành vô mình phi luôn. Mở thì nghe xèo mà đổ hành vô không nghe xèo hay gì nè. Nhiều quá, số lượng nhiều quá. Đổ vô cái úp cái nào nó xèo không kịp. Chị chú Tâm xèo. Bọt. Có bọt gì nào là vớt gì nãy hả? Vớt gì nãy, nước mới trong vô. Trong gieo. Thứ trong một. Tiếng của người Việt Nam mình nhiều từ nhiều ý nghĩa. Mà đừng lẫn thì đục không đó được. Đừng đục thôi, trong gieo, trong dắt thì trong xanh cũng được. Miếng trong thôi ha. Ừ, mà dính gì thì đục là không được ạ. À. Đừng có trong đục thôi. Miếng trong bọt. Chứ mình vàng mình để xuống đây là nó đang lùi luôn. Nó còn đủ nóng nữa con. Dạ. Đủ nóng nó đang lùi luôn. Gắt dầu hả chị ha? Ngày nào mình ăn ngày đó vậy thím. Dạ. Để anh vớt bọt cái rồi anh cho củ cải trắng vô trước anh ơi. Để chồng anh lên. Ờ. Đây. Cải trắng vô. Trắng vô hồi cái nước trong gieo rồi. Gieo. Cho hình như cho củ cải đỏ vô được luôn ha. Chút đi thôi. Đúng rồi. Củ cải đỏ nó màu trắng, màu mịn đó. Gì mình sắc nó. Củ cải đỏ nó màu trắng. Gì. Đây mấy củ cải. Nhưng cái nữa củ cải đỏ mình sắc mỏng nè, mình cho vô sau đi. Củ cải đỏ với củ cải trắng bị gì nấy. Trắng đỏ lộn hoài. Rồi, chút đi. Wow, trời chút xíu nè, chút xíu nấy. Bởi vì vô chổng giỡn như nội chổng gì. Rồi, rồi, thuyền cho nó bùng bùng ra đó, lửa trong quá trời. Cái, giờ, chút, cháy cái vỏ dừa này nó vậy chị, nó không thấy như củi mà táp ngoài ha, lửa trong á. Đỏ vậy trong. Rồi bên đây nãy giờ xương mình cũng hầm lâu rồi nè, bây giờ mình nêm luôn. Đây cho miếng đường phèn, hạt nêm, bột ngọt, miếng muối. À, luôn ông vậy là à, ngọt từ xương mà thêm đường phèn nữa chị sẽ nổi. Mình nêm vẽ cho cái gia vị nó thấm vô xương đó con. Dạ. Mình ăn sẽ đậm đà chút. Ờ anh cũng chuẩn bị luôn. Bỏ dầu vừa đi ta. Cho miếng dầu vô rồi con. Miếng dầu vô á mình trụng á nó không có dính. Mì, trứng gà, giới thiệu sản phẩm luôn. Có trứng gà chẳng không? Không có trứng gà anh ơi. Để thôi. Cho củ cải đỏ vô luôn nè. Cải gót. Để cái giá anh chặn lại. Đó. Rồi. Cho vô luôn. Giống mì kêu hay nên mình tâm? Giống hủ tiếu mì đúng không? Dạ. Ủa nó được không? Để đâu vậy? Mắc từ đũa hả? Mắc từ đũa. Thôi nấu mắc từ đũa hả? Mắc từ đũa rồi. Đây mình để cho giáo. Nãy giờ là mình nêm đường phèn với hạt nêm đồ này kia nọ, muối và bột ngọt có rồi. Bây giờ dặn miếng nước mắm cho nước súp mình nó thơm đậm đà. Dạ. Rồi ra đây giờ mình đi vô lấy đồ chải bàn ra mình mời. Sau khi chờ đợi một hồi thì trời cũng đã đổ mưa.
hai con vịt của bé Vi á. Mưa này thích lắm. Đang thua hết trơn rồi chú Tám ơi. Mưa rồi Thính Tám ơi. Mưa nữa rồi. Dạ. Mưa chảy lên bờ sông rồi. Đây mình mì cũng trụng rồi nè. Bây giờ mình gấp ra dĩa. Chuẩn bị ăn thôi. Chứ mình gấp ra từ tô nữa anh. Mì với hủ tiếu. À, em để mì với hủ tiếu nè. Người nào muốn ăn cái gì cũng được. Hủ tiếu hay mì. Em để viên. Để viên à? Để viên. Đó, để em đây vậy. Là mình để làm viên ấy ha. À, để viên vậy nè. Ai muốn ăn mì thì ăn. Ăn hủ tiếu thì ăn. Để viên là để làm viên. Nó không được ăn nha. Cho miếng hành thi cho đẹp đẹp thôi. Trời tối quá. Chào quý bà con cô bác nha. Phải trời mưa quá khi cha ra sớm. Mưa hay quá trời mưa. Hôm qua chú Tám kêu đang cũng đây con chị đưa cha ra ngồi trước đây. Dạ. Em với bé Quy ăn mì. Quá trời mưa. Mì. Tôi bảo. Anh Năm ăn hủ tiếu anh Năm ha. Ít giá anh Năm. Không ăn giá hả vậy? Dạ. Để không cho anh. Không. Dạ. Mưa mấy ngày trời không thấy nắng luôn hả chắc. Quá trời bão. Bữa nay mình ăn hủ tiếu mì nha. Năm. Còn món anh. Để em cho giá cho anh. Anh hủ tiếu không anh? Anh Năm. Ờ anh hủ tiếu. Anh hủ tiếu. Anh Năm không ăn giá. Em giá. Để sẵn tô cho anh Năm. Cho miếng mì đi. Mì không? Cho miếng mì đi. Cho nên anh đổi hướng đoạn mì nữa. Ờ. Hủ tiếu mì trắng trắng ra đẹp ha. Rồi đó đi. Để nó anh chan vô. Mình xịt nước tương là sẵn nè. Hủ tiếu thì mình ăn nước tương. Mình chị đúng. Năm ăn hủ tiếu mì luôn ha. Đây, đây của Năm nè. Hủ tiếu không à? Năm á. Em muốn lấy bà làm. Này ăn, khỏi ớt. Của chị, của hai. Chú Tám là vậy cái một dĩa vậy nè. Ồ, nó không quá không. Chú Tám ít phanh rồi. Chứ chú Tám cũng dở một cái dĩa thôi. Có the the coi. Cái dĩa cô ông Tám đi thích chứ. Rồi cho hai chị em của ăn ớt gì thích không? Đây. Rồi, em lựa nạc cho Năm nè. Cái cục nạc là em cắt nhỏ nhỏ đó. Dạ. Xương này cũng mềm lắm. Nấu lâu quá có tôm khô ý mực cha không được. Mực con mực. Cho Năm mực luôn. Mực là cha con thua rồi. Thua hả? Không mềm mà, mực cũng mềm. Nạc cho Năm á. Giờ em đang múc nè. Nãy em cắt nó nhỏ nhỏ. Quá trời hấp dẫn luôn. Hấp dẫn luôn. Đại trắng đại đỏ cho Năm ăn sáng mắt. Ăn thi vô. Sẵn múc cho Năm miếng hành lá luôn. Miếng ngò gí. Hấp dẫn quá. Tới bây giờ ha. Dạ. Nó dặn ít thôi kìa. Bé Vi phải cạp lắm. Phải cạp đây. À, cho nó miếng củ cải tiếp. Vậy trắng hả chị? Cải đỏ á. Rồi rồi. Không cho Năm miếng cải đỏ. Đó rồi đó. Tám múc đều lắm mà. Này. Đỏ trắng có đủ. Thì cũng được. Xí quách. Chú Tám sợ xí quách ha. Xí quách. Xí quách. Xí quách cũng phải có nạc chứ. Để cho miếng nạc mới được. Công kỹ nướng mực phóng tay à, nướng mực ăn mực nhiều vô à, ăn mực vô à, miếng hành thi vô cái này gọi là đậm đà luôn nè chưa không đậm quá rồi sao không còn chưa là sao nhiều quá thấy dấu mình làm nhiều mình ăn nhiều chứ để sống vô quá hấp dẫn luôn. Ngồi chờ hấp dẫn một tô. Ngồi ghế luôn, ngồi ghế luôn. Làm mặt mấy con ngồi ghế đâu có thua bán đâu, cho lùm thòng dưới gì đó. Rồi, phải đậm đà, giờ cho miếng tiêu vô. Không nổi.
giờ hủ tiếu mì xíu quách cũng đã chín. Em xin mời cô chú anh chị này dùng hủ tiếu mì với em nha. Mời quý bà con cô bác dùng hủ tiếu mì gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng hủ tiếu mì với gia đình mình nha. Mình mời cả nhà dùng hủ tiếu xíu quách với mình luôn nha. Quách. Rồi, quên rồi. Con mời. Con mời ông bà cô chú cùng với con. Con mời cái nhà hàng của con. À, giỏi. Chú Tám cũng mời caramel ăn hủ tiếu mì chú Tám nha con. Rồi, con cảm ơn chú Tám. Rồi, con cũng xin mời cả nhà ăn hủ tiếu mì xíu quách. Bên con xin lỗi nha. Mời gia đình ăn hủ tiếu luôn nha. Rồi, em cũng đại diện mời gia đình dùng hủ tiếu luôn nha. Đây là cho bà Tám cái này, này ghét hay thương, không biết làm tô này quá trời luôn mà không biết ăn sao nữa. Anh kia hủ tiếu mì. Năm trang súp thì mình ăn. Rồi, trang rồi. Em ăn hơi đậm đà, em trong những nước tương. Tô của ông Tám đậm gì hết trời. Biết sao ăn đây nè. Đậm vị. Dạ, cho miếng chanh. Nhớ thiếu thiếu gì. Chanh nước tương vô. Ai thích ăn chanh thì nhắc ăn chị. Người chú thiết hết chảy ha. Bữa nay kia bằng chú luôn rồi. Chú ơi. Cái chiếc quách nó ngọt quá trời ngọt luôn chị ơi. Có mực á. Có mực á. Nước tám này tắm. Nước thì nước hủ tiếu mà bé. Ờ, nước chiếc quách rồi. Nước chiếc quách. Nước súp. Nước súp. Nhiều quá không tốt. Giờ em no, em no luôn rồi. Còn vì sợ con thấy tôi chú Tám là con no trước rồi đó nha. No. Không có giá với cục chú Bắc nó bự à. Hấp miếng này. Rồi, tê tới tâm hồn. Nó ngọt. Ăn con mực trước đây. Đây con có cái này vô lại hay. Chú Bắc ngọt cái nồi nước lèo. Đây hay. Tôm khô, tôm nữa. Mực. Mực mà còn mềm luôn à. Mực mềm luôn hả? Quá chiếc khen. Quá chiếc khen hả con? Chị Năm ăn ít quá chị Năm. Tôi giữ xíu à. Hủ tiếu mình trộn vậy vừa ăn hả chị ha? Có thì năm chỉ múc vậy chứ ăn múc nhiều lần như anh ăn tô này nó tới ngày mai mới non mới đói lại. Em ăn tô này không no lạ luôn rồi yeah. Có mực không hết tiếp có mực nó thơm ngọt nữa có mực quá. Bây giờ là chiều nay nhà mình đâu có nấu cơm hết nè. Không có nấu cơm mà ăn cơm đi bữa nay không thiếu mì nha. Ừ gớt gì đó cầm ngược đũa. Dạ, ăn một tí mềm mềm á, chụm lại mềm để ăn. Em chụm lại cho anh đó. Cái đầu hát có tí à. Chủ nhật mà. Chủ nhật đó chị à. Nhật ta hát. Ăn cho vơi đi mà không vơi nổi ha chú Tâm. Gấp không thấy. Gấp không thấy giật. Thường không biết, thường thì gác rồi. Tô quá tí hả? Quá. Gác cho ăn bỏ gác quá. Vậy. Cái củ cải à. Củ cải ăn ngọt. Gấp nếm cho Năm. Kêu. Nếu bây giờ gặp mực là phái lắm. Chấm đi chị. Còn một trong đó trong nồi nha con, nhà nào ăn nữa là múc nữa nha. Ừ. Để xuống nè. Quá trời nóng rồi. Quá trời nhiều. Quá trời nhiều quá. Ngon baby. Bị? Tám chân tô quá trí vậy hả? Ngon. Mà ăn hủ tiếu mì có hành phi vô thơm thiệt á. Bữa nay chú Tư trở lại đơn vị mới vui không con? Vui. Vui ăn ngắn ăn giỏi giỏi nha. Vui là phải ăn hết tô nha. À. Không ăn hết tô à, chú Tư giận luôn. Giận luôn. Biết nói gì ăn hết nha. Ừ. Hết một cân đi. Ăn mới hết ăn cũng cưng chứ. Ăn mới đúng là bé ngoan bé khỏe. Đúng rồi, mực với dai á, con để nguyên con như miệng con luôn mà. Ăn nhiều sáng vậy hả? Mực dai dai nó mới ngon con. Trời mưa lạnh lạnh có tô hủ tiếu xíu quách cái là ấm lòng liền ha. Ấm lòng. Ấm bao tử.
ăn một tử lại no nữa, đầy bụng. Bắp mềm. Mềm quá nguyên bột đi. Thì được cái tấm mì cầm đấy được. Thì bắp. Ăn cục là no. Ăn chẳng được ngọt cũng ấy. Anh cũng ăn. Ăn cục chú bắp mới thấy tô tí dịch bụng. Mềm cho em miếng tương lên cho em đậm đà mày vừa đường mềm, vừa mềm. Em nằm không được mình hầm với mềm ăn ngon hả chị ha, nó ngọt. Gì vậy quý vị? Nhìn ông nội cười. Bà Tán tính mua giò cho con nữa thôi. Không gà ăn giò hoài rồi. Ăn giò hoài ngắn. Đúng rồi. Bữa nay mua xương nạc. Nào tám đi mới ngon không vị? Có một cái tám đi hả? Ừ. Có một cái ngon. Hả? Tôi tưởng gái. Tưởng gái là tiếng bà nội hay bà tám vậy? Tưởng gái. Tưởng gái. Rồi nước này bỏ uổng hết mết luôn á. Ngọt ngay luôn. Yeah, ngon nhắc ngay. Nữa thêm còn ngay luôn. Thôi no rồi chưa? Tính ăn nữa là sẽ ăn hết. No hết nguyên, thôi. Nguyên tô là no rồi đó. Để em ăn. Em ăn xong trước. Còn để dàm cắt chuối ra. Yeah. Chuối này mà cắt mới được. Chứ bẻ hay dập hết. Này là chuối cao hay chú Tâm? Chuối cao quá. Đặt ai đặt cũng biết ý nghĩa làm sao mà chuối cao mà cháy nhỏ xíu. Mỏng quá ha. Con đi bán là con thấy cái cây chuối này nè. Ừ, thấy không? Nó lùng tè, à, nó không có cao. À. Mà được cái buồn nó nhiều trái nha. Nhìn thấy hấp dẫn. Cái cây cũng lùng đó ta. Cây cũng lùng luôn. Nhưng mà được cái nó ngọt lắm. Cái cây của nó, cái tàu của nó hơi bị nám nám mà giống như kiểu màu đỏ vậy. Còn nói là không phải chuối cao đâu. Hả? Chuối chua. Chuối chua. Ừ, chuối chua. Hồi xưa khi một chuối Sài Gòn á là chuối chua. Vậy hả? Ừ. Trái nó dày dữ lắm luôn. Còn cây chuối trái cũng nhiều lắm. Ừ. Mà con thấy cái cây nó giống như trái vậy nè. Mà cái quài dài vậy nè. Ồ dài vậy đó. Chuối cao bằng ít. Dạ vậy là nó lai nữa hả? Nó lai. Lai bằng chuối. Mà biết tại sao người ta kêu bằng chuối cao không? Sao? Tại vì cái trái nó lùn quá rồi xong cái cây nó cao người ta kêu chuối cao. Cái trái nó lùn cây cao. À giờ cũng rồi, khó khăn quá cho qua luôn. Cho qua luôn. Các con nói là phải chuối cao rồi, chứ hồi xưa cái mà chuối Sài Gòn nó mới chua chua. Vậy hả? Nhưng mà chuối nó không có cong nha. Trái chuối là nó thẳng băng luôn, nhưng mà nó nhỏ xíu à. Nãy nó giống vậy nè. Dạ. Mà nó dài, hoài dài. Ôi vậy con nhìn lộn, con tưởng đâu chuối cao không chứ. Chuối Sài Gòn, xưa khi mà chuối Sài Gòn ăn nó chua chua. Dạ. Năm ngon hả, năm uống nước anh không? Vậy là để bữa nào con đi bán, con quay clip lên, con cáo lỗi với cả nhà là con bị lợt, con bị nhầm. Tại con có quay trên clip á. Con quay trên clip con đi bán á, là con có quay con nói là đây là cây chuối cao. Không phải à. Mà đã đây không phải à. Chuối. Được. Chuối này nó nhỏ nhỏ người ăn 4 trái vậy. Người ăn 4 trái hả? Nhỏ nhỏ dễ thương không? Đem cắt ra hết luôn nè. Cắt như dễ ăn. Chuối này là hồi nhỏ là con đi học là con hay lặn vô trong bóp á, trong cái cặp của con á. Đem theo không con? Đem theo ăn. Con cũng thích ăn chuối này hả? Dạ. Gọn ha, bỏ gọn cái cặp nó gọn. Chuối cao với lại chuối già nha, con thích ăn mà chuối xiêm con không thích. Đây chuối, để đây như vậy 4-5 trái luôn á. Rồi, cái này là không phải chuối cao, chuối Sơn Phương nói. Dạ. Ừ. Ờ. Đúng không?
Vì còn gan mặn yếu không nổi, nó sạch tô luôn. Thôi ăn ụm cái giỏi nè. Ăn với chuối anh. Đây, rồi. Trời này chảy. Rồi, cảm ơn nha. Ăn nữa anh không? Hai trái nồi quá thiết rồi, anh nồi rồi. Quốc tổ tiếu nồi á, cần trúng quá thiết rồi, hai trái chuối rồi, ừ, ừ, ừ. Già một lát ha. Nếu ăn hai trái chuối là ăn như mất luôn. Quá no hả? Nồi quá no. Tổ tiếu nồi chết luôn. Để. Nồi quá. Đúng con. Quấn cái mũi này nè, ừ, cái mũi đó. Hay quá, đúng. Giờ bữa ăn hủ tiếu mì xíu quách của chân căn trò nhỏ đến đây cũng đã kết thúc. Em xin hẹn cô chú anh chị mình video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi con xin bye bye cả nhà luôn nha.